Thưa quý vị, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 2 gồm bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3 sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Cùng tiếp xúc cử tri có Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đơn vị 4 và đơn vị 5. Tại buổi tiếp xúc buổi sáng, các cử tri quận nhất đề cập nhiều đến việc cần thiết phải sớm ban hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vấn đề bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng mà cũng đề nghị là chúng ta phải quan tâm nhiều hơn nữa, phải đưa ra những cái cơ chế hoặc là đưa ra chính sách để quản lý cho mạnh mẽ hơn và có những biện pháp xử lý, răn đe, kể cả những người mà làm công tác thanh kiểm tra mà họ có cái vấn đề có cái hiện tượng đun cúng bao che trong vấn đề an toàn thực phẩm. Các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp cần chủ động rà quét, phát hiện sớm các website giả mạo cơ quan, đơn vị mình để cảnh báo sớm đến người tiêu dùng, từ đó góp phần ngăn chặn cái sự lừa đảo trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin cho người tiêu dùng cũng như cho các doanh nghiệp, các tổ chức. Buổi chiều, các cử tri quận 3 cho ý kiến cần sớm đưa tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đi vào hoạt động để giảm ùn tắc giao thông. Cần sớm đưa tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên – Dĩ An vào hoạt động để giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông và giảm ô nhiễm môi trường trên trục đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội cũng là cửa ngõ phía đông của thành phố. Bởi vì cái tuyến này rất đông xe gắn máy chạy chung với xe hơi, cho nên kẹt xe và dễ tai nạn giao thông lắm. Vấn đề thứ hai, cần phải có quy chế mới về tổ chức và hoạt động của khu phố mới và ấp mới. Trong đó, cần bổ sung nhân sự là trợ lý cho trưởng khu phố và trưởng ban công tác mặt trận khu phố. Trân trọng cảm ơn cử tri đã dành thời gian đóng góp nhiều ý kiến. Tổ đại biểu cam kết sẽ chuyển các ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chuyên trách để tổng hợp, xử lý cũng như báo cáo tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10 sắp diễn ra.